và toàn thể bà con cô bác nhé. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video thứ tư trong series Thời sự One Piece. Nhắc lại để cho anh em nhớ nha, ở trong danh sách này là gồm những video ngắn cập nhật những thông tin ngoài lề về góc FBS, góc trả lời hỏi đáp của bác Oda với là fan, hoặc là những bài báo của bác Oda liên quan đến One Piece. Chúng ta cùng đến với nội dung chính của video ngày hôm nay nhé. One Piece sẽ kết thúc trong 5 năm tới và hạm đội Muzum sẽ đóng một vai trò rất chi là quan trọng, cực kỳ quan trọng trong những arc tiếp theo. Đã 20 năm kể từ ngày độc giả nhìn thấy Luffy răng buồng ra khơi với ước mơ trở thành vua hải tặc. Đã 20 năm rồi, chúng ta tò mò xem kho báu vĩ đại nhất của thời đại hải tặc đó có nghĩa là gì. Trước đó có nhiều lần trong quá khứ, tác giả Eiichiro Oda đã bật mí rằng One Piece sẽ sớm kết thúc mà thôi, nhưng cuối cùng vẫn chưa ai biết được đó là bao giờ. À mà mới đây thì trong một cuộc phỏng vấn mới nhất thì Thánh Oda lại một lần nữa tiết lộ thời gian kết thúc bộ truyện. Và vẫn như những lần trước, tác giả Oda có nói rằng và khẳng định One Piece sẽ sớm kết thúc khoảng 5 năm nữa thôi. Có một điều là ước tính thời gian này có thể không phù hợp với thực tế, và vì kế hoạch của Oda thường xuyên thay đổi theo nhu cầu. Ví dụ như Oda đã tiết lộ rằng Brook sẽ dự kiến xuất hiện trong đầu của Gienai, nhưng cuối cùng quý ngày xương Brook lại xuất hiện trong lửa đầu của Gienai rồi. Đặc biệt trong arc Wano vẫn đang diễn ra và dường như không thể hoàn thành trong tương lai gần. Cá nhân thì mình nghĩ rằng One Piece sẽ không thể kép lại trong 5 năm nữa, nhưng ít nhất chúng ta biết được rằng Oda sẽ lên kế hoạch cho One Piece sẽ kết thúc như thế nào. Thông tin thứ hai về hạm đội Mũ Rơm. Trong một cuộc phỏng vấn của Oda với Fit Check, họ cũng đã nói về hạm đội Mũ Rơm. Tác giả Oda có nói rằng hạm đội Mũ Rơm sẽ tham gia một điều gì đó vô cùng lớn lao trong mạch truyện One Piece, và vụ việc đó sẽ sớm đến mà thôi. Nhưng hãy nhớ sớm, nghĩa là có thể bất kỳ lúc nào. Biết đâu họ sẽ tập trung tại Wano hoặc là một app trong sự kiện sắp tới thì sao nhỉ? Tiếp đến thông tin tiếp theo về hòn đảo Zapter. Các chi tiết khác liên quan đến việc kết thúc One Piece cũng được tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Oda. Đó là về hòn đảo cuối cùng Zapter. Oda tiết lộ rằng Movie One Piece Stander có mối liên quan tới Zapper. Manh mối đó chính là khả năng liên quan đến đánh vần ban đầu của hòn đảo Raptor, cụ thể là tiếng Raptor trong tiếng Nhật. Ngoài ra thì Oda cũng đề cập đến rằng tác giả sẽ không vẽ hòn đảo Raptor khi Luffy và những người khác đặt chân đến đây, và những người khác nhận được lời giải thích về Genai từ Krukut. Vì vậy cho đến bây giờ, hình ảnh của hòn đảo Raptor hay câu chuyện về thế kỷ trống vẫn còn là một bí ẩn. Số 4 là về Kuma và băng hải tặc Mũ Rơm. Anh em còn nhớ chứ sự cố chiếc tham kít. Tất cả các thành viên của băng Mũ Rơm đều bị Kuma tắt bay đi, mỗi người một lơi. Cuộc phỏng vấn với Oda thì bác có tiết lộ rằng một sự thật đáng kinh ngạc liên quan đến vấn đề này. Đó chính là Kuma đã gửi từng thành viên của băng Mũ Rơm đến địa điểm mà ông đã chọn trước. Ý là Kuma biết chính xác nơi băng Mũ Rơm sẽ bị lém đến. Rõ ràng Kuma cố tình giúp họ đến nơi tập luyện theo khả năng tương ứng của mình. Vâng, Kuma chính là vị cứu tinh của băng Mũ Rơm. Cuối cùng là các sự kiện khác. Bên cạnh các thông tin liên quan đến One Piece, cuộc phỏng vấn của Oda thì bác cũng tiết lộ các khía cạnh khác về tác giả Eiichiro Oda mà chúng ta chưa biết. Ví dụ như kích thước của đôi giày của Oda hóa ra chỉ 26,5cm mà thôi. Oda cũng bắt đầu luyện tập phút xa một lần nữa sau 25. Hay là Oda quyết định đi bộ vì sức khỏe của mình. Ngoài ra có một thông tin đồn rằng Oda có máy ATM ở nhà mình, nhưng Oda đã lên tiếng xác nhận rằng đó không phải là sự thật. Cuối cùng Oda chia sẻ rằng anh thích ăn sushi. Ok anh em nha, nếu như có thông tin gì mới mình sẽ cập nhật thêm. Còn bây giờ thì anh em nhớ like và chia sẻ video giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.